Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng những vết thương của chiến tranh vẫn đang tồn tại mỗi ngày, khiến nhiều người sống trong đau đớn bi thương. Biết bao liệt sĩ đã ngã xuống, nhưng không phải ai cũng được trả lại tên, được ghi công xứng đáng. Họ vẫn còn là những liệt sĩ vô danh, linh hồn không cách nào để trở về quê hương, trở về bên những người yêu dấu. Cuốn tiểu thuyết Linh Ứng của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn là một bản hùng ca dành cho những người lính đang xen trong hành trình tìm mộ người anh trai. Liệt sĩ Nguyễn Minh Khôi của gia đình nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn là những mảnh ký ức dần được hé lộ. Trong khoảng ký ức ấy, liệt sĩ Minh Khôi hiện lên sống động với số phận của riêng mình. Anh là một người trẻ khao khát sống, khao khát tự do, và anh đã đem theo lý tưởng ấy trong suốt hành trình chiến đấu của mình. Ở Linh Ứng, từ số phận của mỗi cá nhân, ta sẽ được soi chiếu toàn bộ số phận của cả dân tộc. Một dân tộc đã chịu bao mất mát hy sinh, nhưng vẫn không ngừng hy vọng, không ngừng yêu thương. Cũng từ khoảng ký ức được gợi nhắc lại, ta sẽ thấy những người lính hiện lên trong mối thân tình sâu sắc. Giữa cảnh bom đạn khắc nghiệt, họ nương tựa vào nhau, chia sẻ và an ủi đời sống của nhau. Mối liên kết mạnh mẽ ấy không dứt, ngay cả khi họ đã hy sinh. Câu chuyện của nhóm ba nhân vật chính Minh Khôi, Danh Hùng, Huy Lan kéo dài từ giữa thế kỷ 20 tới những năm đầu của thế kỷ 21 chính là biểu đạt sắc nét. Cuốn tiểu thuyết còn đan cài nhiều yếu tố tâm linh trong hành trình tìm những ngôi mộ thất lạc của liệt sĩ Minh Khôi và Danh Hùng. Sự xuất hiện của các nhà ngoại cảm với những câu chuyện từ thế giới bên kia tạo nên màu sắc huyền bí cho câu chuyện. Tác giả rất khéo léo trong việc dẫn dắt người đọc vào ranh giới âm dương ấy. Nói về vấn đề các nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ, đây vẫn là vấn đề còn nhiều nghi vấn và tranh cãi. Với tư cách là người đã chứng kiến hành trình chân thực này, tác giả tuy không khẳng định nhưng cũng dần thể hiện niềm tin tâm linh. Đây cũng là một điểm thu hút người đọc, nó mở ra những suy nghĩ, những trầm tư và câu hỏi về sự tồn tại của thế giới bên kia, sự nối dài của kiếp nhân sinh hay cũng chính là một vòng luân hồi của số phận. Dù đọc cuốn sách ở góc độ nào, người đọc cũng sẽ không ngừng bất ngờ về giá trị sâu sắc mà cuốn sách mang lại. Đó chính là câu chuyện của lịch sử và ký ức, của giá trị gia đình và tình thân con người, của nỗi đau chiến tranh và khát vọng giải phóng dân tộc. Nguyễn Mạnh Tuấn cũng đã chia sẻ về cuốn sách nhiều tâm huyết của mình. Tôi không nhớ viết quyển sách này trong bao lâu, nhưng nói thật, sau tất cả các tác phẩm tôi viết, đây là đỉnh cao, bao quát tất cả đời sống của mình, gia đình mình và cả vấn đề về con người của xã hội. 70 năm miệt mài sống và làm việc, Nguyễn Mạnh Tuấn đã sống như một nghệ sĩ, sống từng giờ từng phút bên bàn viết và trọn vẹn với ân tình chữ nghĩa. Tiểu thuyết Linh Ứng chính là một thành tựu suốt đời của nghệ sĩ với cây bút của chính mình. Trọng đọc trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách này.